dân giáo lý Phật giáo và đạo. Chúng sinh thành đồng đọc lại bài Nam Mô Cộng Tu. Bài này Đức Thầy viết tại nhân nghĩa ngày 29 tháng 5 Canh Thìn. Kính mời quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà. Wow.
Thank you.
lấy quay dùng dây vật trưng bày
tháng qua vào